Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái thao tác khá là thú vị hay ho ở trên các dòng máy Oppo chạy ColorOS 6. Vậy thì hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Đầu tiên đó là để mở hiệu ứng chuyển cảnh thì các bạn sẽ giúp mình dùng hai ngón tay vuốt vào giữa màn hình hoặc là giữ vào một khoảng trống bất kỳ ở màn hình. Sau đó ở phía dưới cái phần hiệu ứng này thì các bạn có thể sẽ chỉnh được cái hiệu ứng chuyển cảnh khi mà các bạn vuốt qua vuốt lại giữa các trang. Trước đây thì để làm được điều này thì các bạn sẽ phải cài launcher ở các ứng dụng bên thứ ba từ SafePlay. Tuy nhiên là Oppo đã tích hợp sẵn vào trong cái ColorOS 6 này rồi để cho máy nó đỡ nặng hơn. Để di chuyển nhanh các ứng dụng thì các bạn cũng làm tương tự giúp mình nha. Giữ tay vào một khoảng trống hoặc chụm vào màn hình. Sau đó các bạn sẽ tích vào ô vuông nhỏ ở bên cạnh các ứng dụng mà các bạn muốn di chuyển và giữ chặt vào một cái. Sau đó các bạn sẽ di chuyển vào cái trang bất kỳ mà mình thích một cách rất là nhanh chóng. Đó, chạm vào biểu tượng như vậy nha. Sau đó thì mình sẽ di chuyển qua một cái trang nào đó mà mình thích rồi thả ra thôi. Rất là đơn giản. Tiếp theo thì đó là tạo thư mục nhanh. Cũng tương tự như di chuyển nhanh ứng dụng thì chúng ta sẽ click vào cái ô vuông nhỏ ở góc của các ứng dụng. Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái phần này đây ạ. Đó, ấn vào là ngay lập tức nó sẽ được gom lại thành một thư mục rất là nhanh. Và các bạn có thể đặt tên cái thư mục này theo cái sở thích của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật App Drawer giống như các dòng máy chạy Android One hay là của Samsung. Thì các bạn sẽ vuốt tay vào giữa chọn phần cài đặt và chọn cái chế độ màn hình chính này. Thì mình sẽ để chế độ ngăn kéo nha. Là khi các bạn vuốt từ dưới vuốt lên là nó sẽ ra cái App Drawer, cái cửa sổ ứng dụng giống như vậy. Còn để ở chế độ màn hình tiêu chuẩn á, thì khi các bạn vuốt qua vuốt lại á, thì cái ứng dụng nó sẽ tràn ra hết vào màn hình giống như là ở trên các dòng máy của iPhone. Bây giờ thì mình sẽ mở lại chế độ tiêu chuẩn nha. Các ứng dụng nó sẽ tràn ra màn hình giống như là trên iPhone. Đó, các bạn sẽ không thể vào App Drawer nữa. Để điều chỉnh số lượng icon ở trên màn hình thì các bạn cũng làm tương tự vào phần cài đặt. Sau đó thì mình sẽ bố trí màn hình chính này. 4x6 là trên màn hình chính sẽ có 24 cái ứng dụng và 5x6 là trên màn hình chính sẽ có 30 ứng dụng thì nó sẽ nhiều hơn. Đây là chỉnh theo cái sở thích của mình nha. Cá nhân mình thì mình thích nhiều ứng dụng trên một trang hơn bởi vì mình có thể dễ dàng lựa chọn và thao tác hơn. Tạp chí màn hình khóa là một cái mà đã xuất hiện trên các dòng máy của Oppo từ khá là lâu rồi. Nó sẽ cho phép các bạn mỗi khi mà mình click vào nút khóa màn hình khi mở sáng lên thì là nó sẽ thay đổi một cái hình đại diện ở đó. Đây là một cái rất là hay và mình khá là thích ở trên các dòng máy của Oppo. Mỗi một lần mình bấm máy, mình mở lên là nó sẽ ra một hình nền khác nhau. Và cái này nó sẽ được cập nhật liên tục, các bạn chỉ cần mở wifi là nó sẽ tự động cập nhật thôi. Khi tắt cái tạp chí màn hình khóa này đi á, thì các bạn cài một hình nền cố định nào thì nó sẽ hiện cái hình nền cố định đó, nó sẽ không có thể thay đổi được. Ngoài ra thì các dòng máy của Oppo cũng cho phép mình thay đổi chủ đề. Cái kho chủ đề của Oppo nó khá là đa dạng. Khi các bạn thay đổi chủ đề, các bạn đồng nghĩa sẽ thay đổi icon, thay đổi hình nền và thay đổi cả cái nhạc chuông nữa. Các bạn có thể hoàn toàn tải thêm từ cái kho chủ đề của Oppo rất là nhiều, phong phú và đa dạng nha. Chỉ đơn giản là các bạn chọn và sau đó ấn áp dụng là cái chủ đề đó sẽ được áp dụng lên máy, sẽ được thay thế. Rất là đơn giản và dễ dàng. Rất nhiều chủ đề cho các bạn lựa chọn. Có những chủ đề tin này, có những chủ đề về người lớn này, rồi có những chủ đề về con nít này, rất nhiều thứ trong cái kho của Oppo nha. Tiếp theo là thay đổi hình nền thì giống như chủ đề, Oppo cũng có một kho hình nền cực kỳ phong phú đa dạng. Các bạn có thể sử dụng các hình nền mặc định của máy này hoặc tải thêm về và sẽ có một vài cái hình nền động này, hoặc là các bạn có thể sử dụng chính cái hình của mình ở trong cái thư viện để mà làm hình nền cho máy. Thì cái cách setup cũng tương tự giống như những cái thao tác mà mình đã chỉ ở phần đầu của video. Các bạn chỉ việc vuốt tay vào màn hình, sau đó chọn phần cài đặt và chọn phần hình nền. Các bạn có thể thay đổi hình nền tùy theo cái sở thích, cái nhu cầu, cái mục đích sử dụng của mình.
Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi các cái hình, các cái vị trí của thanh điều hướng. Thì các bạn sẽ vào phần cài đặt và vào phần hỗ trợ thuận tiện. Sau đó thì mình sẽ ấn vào phần phím điều hướng. Trong này thì nó sẽ có 3 dạng phím điều hướng, đó là vuốt bằng cử chỉ này, hoặc là thanh điều hướng cơ bản của Android này. Đó, và trong mỗi cái phần này thì nó đều có hướng dẫn cho mình các cái cách thao tác như thế nào, và hướng dẫn cho mình cái cách để mà mình sử dụng từng các cái bộ thanh điều hướng này, rất là thú vị. Các bạn có thể để ở chế độ cử chỉ để có thể nó hiển thị toàn màn hình, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn cũng có thể để ở dưới dạng cái nút nhỏ giống như ở trên các máy của Android One, nhìn nó cũng khá là đơn giản. Bóng trợ lý là một cái tính năng khá giống cái phím ảo ở iPhone, và các bạn có thể bật cái phần này ở trong phần hỗ trợ thuận tiện. Bóng này nó sẽ có hai mục, đó là sử dụng cử chỉ hoặc là bật ra cái menu. Thì cá nhân mình thích ở cái dạng bật menu hơn. Mà cái bóng này khi mà các bạn sử dụng á, ví dụ như những ứng dụng như YouTube hay chơi game, thì nó sẽ ẩn mờ đi nha, nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình thao tác của mình. Cái này thì rất là phù hợp với những bạn nào mà sợ hư phím cứng, hoặc là những bạn nào đang sử dụng những dòng máy của Oppo chạy Core S6 mà bị hư phím cứng. Các bạn có thể sử dụng cái này để khóa máy, hoặc là tăng giảm âm lượng, hoặc chụp hình màn hình, rất là thuận tiện, rất là ok. Thanh bên thông minh này cũng là một tính năng mà mình đánh giá rất cao ở các cái dòng máy của Oppo chạy Core S6. Khi các bạn mở cái thanh bên thông minh này thì các bạn sẽ có thể chè được một số ứng dụng nhanh vào, và khi các bạn ấn thì nó sẽ ra dạng cửa sổ pop-up ở giống ở trên Windows nha. Thì nó khá là hay, mà các bạn hoàn toàn có thể tắt mở theo sở thích, cũng ở trong phần hỗ trợ thuận tiện luôn. Phần cử chỉ chuyển động này là các bạn sẽ gán các cái thao tác khi mà mình tắt màn hình đi, thì mình có thể mở nhanh camera này, hoặc là gõ hai lần vào màn hình khi tắt để mà mở lên này. Rất nhiều cái hay ho ở trong này, mình sẽ demo cho các bạn thử một số cái nha. Đó, mình có thể thêm được một số cái cử chỉ khi mà mình tắt vào. Bây giờ mình sẽ gõ hai lần là nó sẽ sáng màn hình lên, hoặc là không mình sẽ vẽ chữ O để mà mở nhanh camera, hoặc là mình sẽ vẽ chữ V để mà bật nét flash. Ngoài ra thì bên trong cái phần cử chỉ chuyển động này, các bạn có thể mở được thêm một số các cái nữa, ví dụ như là cuộc gọi thông minh này, khi mà mình mở lên là mình áp gần tai, cái cảm biến tiệm cận nó nhận được cái tai của mình á, là nó sẽ tự động nó trả lời cuộc gọi, và bla bla rất nhiều thứ khác. Tất nhiên là nó đều có hướng dẫn bằng tiếng Việt hết, và các bạn có thể nhìn qua là các bạn có thể hiểu cách sử dụng rồi. Rồi, tính năng là nhất để bật màn hình. Thì khi các bạn để điện thoại trên một cái mặt phẳng và khóa máy, các bạn chỉ cần nhấc lên là nó sẽ sáng màn hình lên, cũng là một tính năng khá hay. Tuy nhiên thì nhiều người cảm thấy khá khó chịu tính năng này, thì đây cũng sẽ là một cái hướng dẫn để cho các bạn tắt cái tính năng này đi. Hoặc là chụp màn hình bằng cách là dùng 3 ngón tay, thì các bạn mở lên, các bạn dùng 3 ngón tay vuốt xuống là nó sẽ chụp màn hình một cách khá là nhanh chóng. Rất là thích cái tính năng này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cái cách mà chia đôi màn hình ứng dụng. Thì các bạn sẽ vào những cái ứng dụng mà mình muốn chia đôi nha, sau đó thoát ra màn hình chính. Ví dụ bây giờ mình đang mở cái phần tin nhắn vào YouTube chẳng hạn, mình vừa muốn xem YouTube, vừa muốn nhắn tin. Thì bây giờ mình sẽ bật đa nhiệm lên. Ở góc nhỏ này các bạn sẽ thấy cái biểu tượng ba gạch này, ấn vào đây nó sẽ có phần là chia đôi màn hình. Rồi bên dưới thì các bạn chỉ việc chọn ứng dụng mà nó hỗ trợ cái phần chia đôi màn hình này thôi. Ví dụ mình muốn mở tin nhắn đi ha, thì bên trên mình vừa có thể xem YouTube và bên dưới mình vừa có thể thao tác tin nhắn. Mà các bạn có thể tùy thích chỉnh các cái kích thước này bằng cách là vuốt cái thanh ở giữa lên xuống tùy thích nha. Tất nhiên là không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ, tuy nhiên thì những cái ứng dụng hỗ trợ cái Oppo này nó sẽ tự động liệt kê trong cái phần mà mình chọn. Rất là đơn giản, mình cũng khá thích cái tính năng này của Oppo. Tiếp theo là khóa ứng dụng. Thì tại sao phải khóa ứng dụng? Ví dụ như một số các cái ứng dụng của smartwatch đi, các bạn thường có thói quen là tắt ứng dụng chạy ngầm thì sẽ tắt luôn những cái ứng dụng của smartwatch đó. Khi mà mình khóa lại nó sẽ không có xóa những ứng dụng đó đi, thì cái việc kết nối của mình và cái đồng hồ thông minh nó sẽ diễn ra được liên tục. Đây là một trong những cái cách để mà mình khắc phục cái tình trạng
bị mất kết nối giữa các cái sản phẩm của Oppo với các cái dòng đồng hồ thông minh đến từ Samsung hay là từ Huawei hay là từ Oppo chẳng hạn. Hoặc là các bạn không muốn bỏ lỡ những cái notification từ Facebook hay Messenger thì các bạn cũng sẽ có thể khóa cái ứng dụng này lại. Và trên đây là một số các cái thao tác ở trên ColorOS 6 mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Vậy thì anh em thấy sao về những cái tính năng này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.